Chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm, đó là bố nồi độ TRF Made in Taiwan, 100% sản xuất tại Đài Loan và nhập khẩu nha anh em. Được phân phối bởi công ty Vinu, một công ty chuyên gia công và nhập khẩu các loại phụ tùng xe, đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Cái sản phẩm này là một bộ bố nồi dành cho Exeter 150, có giá cho một bộ gồm 4 lá bố là 250.000 tại shop Quốc Thắng bán nha anh em. 250.000 cho một bộ bố TRF. Đây là một thương hiệu hãng đồ chơi xe và đội đua lớn. Bố này thì có thể sử dụng được từ xe zin đến xe độ luôn nha anh em. Sử dụng được từ xe zin đến xe độ. Giá là cho một bộ bố TRF Made in Taiwan, 100% sản xuất tại Đài Loan, giá là 250.000 bộ nha anh em. Đây, bố được làm với chất liệu đặc biệt cho độ nồi bắt được rất là tốt, cắt con rất là chuẩn, không bị bã bố ở nhiệt độ cao, độ mài mòn ít và rất là bền. Sản phẩm bố này đã được công ty Vinu test rất là nhiều và đã được sử dụng trong sân đua. Sản phẩm này cũng được rất là nhiều lò tin dùng, sử dụng trong các xe đua ở tại Việt Nam mình, xe đua trong sân đua nha anh em. Giá là chỉ 250.000 cho bộ bố TRF dành cho Exeter 150. Xe zin, xe độ gì gắn vô tư hết nha anh em. Gắn vào là thấy cảm nhận ngay được sự khác biệt liền, chạy thấy khác ngay được sự khác biệt so với cái bố zin hãng này kia, rất là tốt nha anh em.